Quý anh chị tuổi Canh Tuất kính mến, mình được tử vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và quý anh chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã dự đoán rằng bước sang năm Giáp Thìn 2024 là một năm biến động đối với quý anh chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Nhưng nếu như quý anh chị cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý anh chị tuổi Canh Tuất hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh thì tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình thì ngay sau đây xin mời quý chị tuổi Canh Tuất cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quý anh chị thân mến, để hiểu về vận trình của mình ta cần xét về thiên can và địa chi. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thiên can là Canh Kim, địa chi là Tuất Thổ, do vừa mang năng lượng của Kim lại vừa mang năng lượng của Thổ nên người tuổi Canh Tuất là người kiên nghị, trung thành và có chính kiến của riêng mình. Tuất Thổ kèm theo đó là tính tình, rất thật thà, hiền lành, chất phác, đôi lúc có phần không tim, không phổi, dễ giận nhưng cũng dễ quên, dễ bỏ qua lỗi lầm của người khác. Đây là người có sức chịu đựng bền bỉ và sống rất tình nghĩa trong cuộc sống của mình. Họ cũng luôn là trụ cột về tài vận, ít phụ thuộc vào gia đình, giỏi tự lực cánh sinh. Tuổi trung niên mới có điều nổi bật, tài lộc trên đường đời từ nay trở đi, hương vượng và đặc biệt được rất nhiều người xung quanh giúp đỡ. Bước sang năm Giáp Thìn 2024 âm lịch cho thấy, người tuổi Canh Tuất chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương khắc. Cụ thể là người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mệnh Kim, gặp năm Giáp Thìn mệnh Hỏa, mà Hỏa lại khắc Kim. Chính vì vậy mà trong năm công việc, sự nghiệp sẽ chịu rất nhiều khó khăn, vất vả nếu không cẩn thận, còn rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, nghèo khổ, khó khăn, nhiều người còn rơi vào cảnh phá sản mất trắng mà hóa kiếp ăn xin. Về gia đạo thì hay gặp vấn đề tranh chấp, anh em bất hòa, con cái khó bảo. Quý anh chị thân mến, mỗi chúng ta khi đến với thế giới này, linh hồn đều ký vào một hiệp ước thỏa nguyện mà đến, nên chúng ta luôn mong cho mình một kiếp nhân sinh rực rỡ. Thế nhưng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, số mệnh con người sinh ra vốn đã được an bài sẵn. Cũng như lúc vận mệnh lên thì đụng đâu cũng kiếm ra tiền, nhưng khi vận mệnh xuống thì chật vật cũng không kiếm ra được một đồng. Bước vào năm 2024 âm lịch, dù có rất nhiều khó khăn đối với người tuổi Canh Tuất, tuy nhiên đi kèm với đó cũng sẽ có những cơ hội để bạn vượt qua thử thách, vượt ải thành công. Vận may tích tụ, tiền đếm mỏi tay, đón được ý trời, xoay chuyển càn khôn, từ đây mà thoát khỏi số mệnh, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, tiền kéo về chật két, đếm mỏi tay không hết. Vậy cơ may nào sẽ đến với con giáp này, vận hạn nào cần phải tránh trong năm 2024 âm lịch tới đây, Canh Tuất sẽ cần phải làm những gì để hút may mắn vào nhà, đổi đời, cải vận cho mình? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Phật tổ chiếu mệnh, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, cầu được ước thấy, đổi đời giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két trong năm 2024. Đầu tiên là đôi nét tính cách về cuộc đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo thầy tử vi học phương Đông cho thấy, tuổi Canh Tuất là người đúng với câu nói cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh là người thành công. Những người tuổi Canh Tuất khi sinh ra đã mang tính thẳng thắn, thật lòng, căm ghét sự giả tạo, đôi khi họ đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi khi bất đồng quan điểm, họ sẵn sàng chống trả quyết liệt để bảo vệ ý kiến cá nhân của mình, nhưng chuyện qua rồi thôi, không thèm để bụng nữa. Những người sinh năm 1970 là người thông minh, chăm chỉ, thẳng thắn, đề cao lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Tuy không quá coi trọng tiền bạc, vật chất, thế nhưng họ lại có khả năng kiếm tiền và cân bằng được cuộc sống, là người khôn ngoan, năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức, trách nhiệm cao, đa phần có tuổi thơ không được may mắn đã phải vào đời sớm, thân tự lập thân, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng.
Tuy tiền vận có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao. Cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh. Canh Tuất tràn đầy năng lượng tích cực và vui tươi, bản thân Canh Tuất rất cẩn thận và biết sắp xếp, tính toán, họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi, đến chốn. Dù là việc khó khăn hay trở ngại hoặc cũng không bao giờ nghĩ tới việc ỷ lại vào người khác, mà luôn nỗ lực cố gắng hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bao giờ bỏ cuộc. Bản tính người này thích giúp đỡ người khác, thế nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Người tuổi Canh Tuất thích tiết kiệm, cứ có tiền là không ngừng tiết kiệm, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, chỉ cần nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm ngày càng nhiều lên là họ đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Vận niên tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo các thầy phong thủy phương Đông, Canh Tuất gặp năm 2024 có vận niên là cẩu cuồng phong, xấu. Vận niên cẩu cuồng phong tương ứng với hình ảnh con chó gặp gió độc. Theo đó, dự báo về năm 2024 của chủ mệnh này, làm gì cũng nên khéo léo, đồng thời kiên nhẫn thì khó khăn nào cũng có thể khắc phục được, hơn nữa còn chuyển những bất lợi thành có lợi. Những thay đổi nên hạn chế tiến hành, giữ công việc như cũ sẽ tốt hơn, bản thân cần lưu tâm về sức khỏe, năm nay sức khỏe có thể kém đi, ngoài ra quan hệ của bạn bè dễ sinh chuyện cãi vã. Theo tứ trụ tử vi năm 2024 người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Thiên hỏa, địa hỏa, trong năm nay công việc kinh doanh của tuổi Canh Tuất không có nhiều thay đổi, tuy nhiên khi gặp khó khăn có sự giúp đỡ từ những người quý trọng. Ngoài ra, cần chú ý tới việc tiêu pha và thị phi có liên quan tới tài chính. Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024. Vận số cuộc sống sẽ trải qua nhiều biến động và thử thách trong cuộc sống, công việc, tài chính, sức khỏe, tình cảm gia đình và mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm, cùng với sự hỗ trợ của quý nhân, chắc chắn sẽ có cơ hội vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu trong năm mới. Tổng quan năm 2024, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xét về ngũ hành. Theo tử vi tuổi Tuất, sinh năm 1970 năm 2024, ngũ hành thuộc kim, gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm Giáp Thìn là hệ khắc nhập, xấu. Năm nay người có ngũ hành bản mệnh kim dễ bị đau ốm, bệnh tật nên sức khỏe chủ về không được tốt. Việc kinh doanh làm ăn gặp nhiều trở ngại và dễ đưa tới thua lỗ, mối quan hệ gia đạo không được hòa thuận, có chuyện bất đồng, mâu thuẫn và lục đục. Đây cũng là năm người tuổi này nên hạn chế những khoản đầu tư kinh doanh hay mở mang công việc. Ngoài ra nên chú ý vào tháng 8 âm lịch, bản mệnh chú ý gia đình đưa tới chuyện phiền muộn hoặc có bất lợi về tiền bạc. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Canh, ngũ hành kim, gặp thiên can Giáp, ngũ hành mộc của năm 2024 là quan hệ tương phá. Trong năm nhiều bất đồng hay mâu thuẫn có thể đưa tới cho quan hệ thành viên trong gia đạo không được tốt. Theo tử vi tuổi Canh Tuất, năm 2024 nam mạng thì điều này có thể ảnh hưởng tới tình cảm gia đạo. Sức khỏe có thể không được tốt, hao tốn tiền của, đây cũng là năm người tuổi này nên chú ý về các khoản chi tiêu. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống trong năm. Xét về địa chi. Xem tử vi tuổi Canh Tuất, năm 2024 nam mạng cho biết, địa chi của người này là Tuất, gặp năm 2024 địa chi Thìn, thuộc vào mối quan hệ tương xung, chính là thái tuế của bản mệnh. Đây là năm công việc của người tuổi này gặp phải nhiều bất lợi cũng như khó khăn đưa tới. Trong năm này, công việc sẽ đưa tới những thay đổi và sức khỏe không được tốt. Bản thân nếu ốm đau trong năm Giáp Thìn có thể lâu khỏi và chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra đây là năm tiền bạc cần tiêu pha nhiều cho công việc hoặc cuộc sống. Xét về cung phi. Cung phi của người tuổi này là Trấn, thuộc hành mộc, gặp năm Giáp Thìn cung phi cũng là Trấn, thuộc hành mộc, chủ về phục vị. Năm Giáp Thìn với người cung phi Trấn không có nhiều biến động, cơ bản duy trì ổn định. Luận giải tử vi năm Canh Tuất năm 2024 cho thấy, các công việc dự tính phát triển trong năm nay thì nên cẩn trọng và nếu chưa xem xét kỹ lưỡng thì không nên tiến hành. Về ngũ hành mộc của cung phi tuổi và ngũ hành mộc của cung phi năm là bình hòa, vì vậy tình cảm của gia đạo cũng như tiền bạc của người tuổi này trong năm cũng ở mức độ bình thường. Xem tử vi năm 2024, năm mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Canh Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh công dưỡng khuyến khích sự chủ động,
chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung, bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn đến một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình, đừng có chần chừ, do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi thêm những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân mình hơn. Năm nay cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm kiếm cơ hội hành nghề mới cho mình. Nếu nơi cũ không công nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn, thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi rồi. Khía cạnh này có những tiến triển nhất định khi lượng khách hàng, đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng tiến. Bản mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ chơi xấu tìm cách vượt mặt. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Con giáp này có thể tự quản lý bản thân rất tốt, thế nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không hiểu biết tất cả, do vậy họ nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Canh Tuất cũng là lời nhắc nhở để bản mệnh bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Có điều xảy ra khiến bạn nhận ra sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bạn đang sở hữu. Về sức khỏe, hầu như không xuất hiện vấn đề đáng lo ngại nào về phương diện này, có sức khỏe là có tất cả, tuổi Canh Tuất yên tâm, phấn đấu cho sự nghiệp để có thể trải nghiệm những thành công bất ngờ. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể phải làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công. Song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm, một chiều. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, giúp bạn nhận ra và trân quý tình cảm của người ấy dành cho mình. Nếu còn độc thân, bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp mặt các đối tượng được giới thiệu. Thái độ nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người khác giới, cơ hội thoát ế nằm ngay trong tầm tay. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận được nhiều tin vui liên tiếp, người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Hai người chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Sao hạn tuổi Canh Tuất phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi Canh Tuất nam mạng trong năm 2024, đó là sao La Hầu, là một kim tinh. Tử vi tuổi 1970, nam mạng trong năm Giáp Thìn, gặp sao chiếu mệnh này cho thấy nam mạng có điểm xấu đưa đến, cẩn thận vấn đề có liên quan tới luật pháp, công quyền, chuyện thị phi, tranh cãi. Bị sao La Hầu chiếu mệnh chú ý tiền bạc, mất mát, hao của hoặc bệnh tật về mắt, bệnh sầu bi. Tháng xấu nhất trong năm là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, ảnh hưởng tới người mệnh mộc nhiều hơn so với các mệnh khác, bởi đây là sao chiếu thuộc mệnh kim. Về vận hạn tử vi nam Canh Tuất, trong năm 2024, gặp hạn tam tai, là một tiểu hạn. Gặp hạn tam tai, người tuổi này trong năm đi đứng cẩn thận, tốt nhất nên hạn chế đi xe, di chuyển xe cộ. Theo tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024, nam mạng cho thấy, nam mạng nên chú ý chứng bệnh phong thấp, bệnh xương khớp hay bệnh về mắt, ngoài ra đề phòng tay chân có thể bị xước sát. Sao chiếu mệnh tử vi nữ mạng Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm 2024, đó là sao Kế Đô, là một thổ tinh. Luận giải tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng năm 2024 cho biết, sao Kế Đô chiếu mệnh mang ý nghĩa xấu. Theo đó, trong năm công việc vất vả, sức khỏe không tốt, khó tránh điều tiếng thị phi và gia đạo gặp chuyện không hay. Bản thân nếu mang thai năm 2024 có thể gặp may mắn, thế nhưng nếu không mang thai thì khó khăn và trở ngại đưa tới công việc cũng như cuộc sống. Tháng xấu cần chú ý là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Vận hạn tử vi nữ mạng, sinh năm 1970, trong năm 2024, gặp hạn thiên tinh, đây là một đại hạn. Xem bói tử vi năm Giáp Thìn cho tuổi Canh Tuất nữ mạng cho thấy, hạn thiên tinh chủ về sức khỏe của chủ mệnh trong năm không được tốt. Khi ra ngoài khó tránh gặp phải tai vạ. Bên cạnh đó,
Cần đề phòng các bệnh có liên quan tới chứng ngộ độc. Người nữ mang thai trong năm nay nên chú ý đi lại dễ vấp té hoặc bị bệnh tật, đau ốm, nếu cúng bái có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Vậy bước sang năm 2024, nay tuổi Canh Tuất sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Về mặt sự nghiệp, bước vào năm Giáp Thìn, con giáp tuổi Canh Tuất có rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong, thì nay bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm, càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm và vui tươi. Nếu muốn gặt hái được thành công, bạn không thể nóng vội, chỉ mong được nhìn thấy kết quả. Nhiều lúc quá trình thực hiện công việc sẽ đem đến cho bạn nhiều điều đáng quý hơn nhiều. Hơn nữa, nhờ sự nhiệt tình, năng nổ, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác nhau, gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp với mọi người. Tuy nhiên, điều con giáp này cần lưu ý chính là bản tính cả thèm chóng chán của mình. Đừng nên chỉ hăng hái lúc đầu, rồi sau đó lại thành ra bỏ bê lười biếng, hẳn bạn sẽ rất hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc, các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế, bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay hoặc giúp bản thân rút bỏ những định kiến. Thế nhưng, điểm yếu của con giáp tuổi Canh Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa khi không thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Về mặt tài lộc, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, có nhiều cơ hội mới xuất hiện khi có thiên tài ghé thăm tuổi Canh Tuất. Vì vậy, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa, bạn phải chủ động, tháo vát lên. Đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc, càng làm ăn và kinh doanh, bạn càng cảm thấy việc kiếm tiền là không hề dễ dàng. Vì thế, hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình, nhất là với những ai đã giúp đỡ bạn bằng tiền bạc, thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì bao giờ. Bạn cần phải chắc chắn hơn trong những quyết định của mình, làm việc gì cũng cần phải cố gắng hết sức, không nên nghĩ đến việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt của người khác. Ngoài ra, khi chi tiêu bạn cần phải có một khoản dự phòng, đề phòng những sự cố bất ngờ. Với những người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục giấy tờ quan trọng. Đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc. Đối với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng, nên nếu ai đó giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời như lần này được đâu. Cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước, việc giữ một khoản tiền để đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn, đề phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng. Sau đó, bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm túc. Về mặt tình cảm, gia đạo, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, năm Giáp Thìn 2024. Được tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ của con giáp tuổi Canh Tuất, những cặp đôi từng giận hờn thì nay đã có cơ hội lớn được hàn gắn, yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình và đối phương, nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý muốn mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Với người đã có gia đình, hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau. Khi người ấy gặp khó khăn, bạn sẽ luôn ở bên cổ vũ và động viên. Chính những lúc thế này, quan hệ của hai người lại càng trở nên gắn kết hơn. Thêm vào đó, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn. Khi có khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi, bởi bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc như thế này là chẳng hề đem đến tác động tích cực gì trong mối quan hệ. Về mặt sức khỏe, tuổi Canh Tuất,
sinh năm 1970, nhìn chung chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề đáng lưu tâm trong tháng này, con giáp tuổi Canh Tuất nên lưu ý. Vì vậy đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình, do sức đề kháng giảm mạnh nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài, khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Bên cạnh đó khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do vậy bản mệnh nên lưu tâm tới phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Vận trình tổng thể của tuổi Canh Tuất trong năm 2024 gặp khá nhiều sóng gió do vấp phải cục diện tương khắc. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên, nhờ được tam hợp nâng đỡ nên vận khí của con giáp này vẫn đạt được mức ổn định, mưu sự suôn sẻ. Mặc dù tình hình tài chính trong tháng này không quá khả quan, cả chính tài và thứ tài đều không có khởi sắc, thế nhưng bù lại cũng không có nỗi lo nào quá lớn. Phương diện sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại, hơn nữa thể trạng sung mãn, giúp người tuổi Tuất có thêm tinh thần và nghị lực để đối phó với những thử thách trong cuộc sống. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, sự nghiệp có trở lực nhất định thế nhưng không lớn, bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, bản mệnh vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Quý nhân lục hợp sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn nhanh chóng, cần đề phòng hiềm khích với đồng nghiệp cấp trên trong tháng này do bất đồng quan điểm. Hơn nữa thái độ làm việc của con giáp này đôi lúc có dấu hiệu chểnh mảng, ảnh hưởng tới tiến độ chung và con đường thăng tiến của bạn, bạn nên sớm chấn chỉnh bản thân. Phương diện tình cảm khá lý tưởng, nhân duyên nở hoa kết trái, dù là người độc thân hay đã kết hôn đều thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Canh Tuất chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình trong tháng giảm sút mạnh. Công việc đối diện với nhiều thách thức, áp lực, thế nên thăng trầm bất ổn, có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện, thế nhưng giữa chừng lại bị dừng lại do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Con đường đi đến thành công vốn không bao giờ dễ dàng bằng phẳng, vì vậy muốn gặt hái thành tích cao, bạn chớ mong mọi việc suôn sẻ từ đầu đến cuối, hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thách thức để có thể tự tin vượt qua. Bù lại, dự báo tài vận của con giáp này trong tháng có dấu hiệu tăng lên, nhờ những kế hoạch cụ thể và tính toán đâu ra đấy, tuổi Canh Tuất có khả năng thu được một nguồn lợi nhuận không hề nhỏ. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Tháng này mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của bản thân. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo. Nhân lúc tài chính dư dôi, bạn nên học cách quản lý tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch, nếu không tài khí tụ rồi sẽ tán rất nhanh. Tương xung cũng khiến vận trình tình cảm xuống dốc, bạn sẽ nóng nảy suy nghĩ bế tắc, thậm chí suy diễn và những điều vô căn cứ, rồi ghen tuông một cách mù quáng. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024, vận trình tháng 4 âm lịch, đang có những sự khởi sắc đúng như mong muốn của bản mệnh, đặc biệt là ở sự nghiệp và tài lộc. Tháng này, mệnh chủ được các tinh chiếu mệnh ở cung công danh mang đến phú quý, quý nhân phù trợ, được dìu dắt và chỉ bảo tận tình. Có người biết tận dụng thời cơ còn có thể được thăng quan, tiến chức ngay trong tháng này, cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người, nếu bạn không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Tháng này cảnh báo về những khó khăn mà bản mệnh có thể đối mặt do có tiểu nhân ngáng đường, khiến cho công việc dù có cố gắng đến thế nào cũng không được như ý. Có lúc bạn chán nản thật sự, thậm chí còn muốn nghỉ việc, thế nhưng rồi lại tự sốc lấy tinh thần tiếp tục cố gắng. Nếu những vấn đề rắc rối đó không thể tránh Canh Tuất, hãy cứ thẳng thắn đối mặt, chỉ khi đó bạn mới biết mình đang ở đâu và đang tìm cách giải quyết thích hợp. Đừng quá lo lắng, cát tinh xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bạn xoay chuyển tình thế, giành lại thắng lợi xứng đáng. Sức khỏe tháng này khá ổn định,
đương số không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, tuy nhiên bệnh vặt thì khó tránh, nên thường xuyên rèn luyện để tăng cường sức đề kháng. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tam hợp cục thúc đẩy vận trình tháng 5 bừng sáng, đại cát, đại lợi, mưu sự dễ thành, công việc thuận lợi, tiền đồ sán lạn, thích hợp để phát triển theo quy mô làm việc thử sức với các hạng mục lớn. Tuy vẫn phải đối với không ít khó khăn và thách thức, khối lượng công việc tăng lên, thế nhưng nhờ đó bạn cũng được nâng cao khả năng làm việc, rèn luyện chuyên môn. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc thì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp được quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tài chính trong tháng chỉ duy trì ở mức ổn định, đây không phải là điều đáng lo ngại, bạn nên án binh chờ thời, chớ quá nóng vội kẻo tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Vận trình tình cảm đón nhiều trải nghiệm bất ngờ, nguyên nhân khởi vượng, giúp người độc thân đi đâu cũng được mọi người chú ý. Thời điểm này thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, hờn dỗi và hâm nóng tình cảm. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch, dự báo có khá nhiều biến động xấu có thể xảy đến do cục diện tương hình ảnh hưởng. Theo đó, công việc có kẻ phá hại gây nhiều điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại, tiểu nhân có thể là người ở ngay bên cạnh, hãy cẩn thận trong mỗi việc mình làm. Bạn sẽ thấy áp lực trong tháng tăng lên khá rõ ràng, làm việc gì cũng không thuận lợi, sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc cũng vì thế giảm sút khiến cho sự nghiệp phát triển trì trệ. Đồng thời, phương diện sức khỏe cũng không mấy khả quan. Điềm báo tử vi cho thấy có sao xấu chiếu mệnh gây ra trạng thái mệt mỏi, uể oải, đau ốm thường xuyên cho con giáp này, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến bạn quên mất việc chăm sóc cơ thể của mình. Bạch hổ hung tinh xuất hiện có thể mang tới điềm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quang, có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, thế nhưng những người tuổi Canh Tuất có thể gặp được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc hoặc là tìm được người bạn đời ưng ý, nhờ đó mà bạn sẽ thấy tâm trạng phấn khởi, tinh thần thoải mái hơn trong tháng này. Tháng này cảnh báo về những khó khăn mà bản mệnh có thể đối mặt do tiểu nhân ngáng đường, khiến cho công việc dù có cố gắng thế nào cũng không được như ý. Có lúc bạn chán nản, thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng muốn nghỉ việc, thế nhưng lại tự sốc lại tinh thần để tiếp tục cố gắng. Nếu những vấn đề rắc rối đó không thể tránh, Canh Tuất hãy cứ thẳng thắn đối mặt, chỉ khi đó bạn mới biết mình đang mắc ở đâu và tìm cách giải quyết thích hợp như thế nào. Đừng quá lo lắng, cát tinh xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bạn xoay chuyển tình thế, giành lại thắng lợi xứng đáng thuộc về mình. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt lên, hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, bạn nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn để đề phòng tai nạn bất ngờ. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tương hại mang điềm báo tiểu nhân, khiến vận trình tháng trục trặc, diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, do đó bản mệnh cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, một điều nhịn là chín điều lành, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực kẻo tự sức thêm kẻ thù. Chẳng những công việc gặp nhiều khó khăn mà áp lực kinh tế trong tháng cũng tăng lên. Thường ngày bạn cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính tốt, thế nhưng lại dễ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao mà không suy nghĩ, cho nên khó tránh khỏi việc sai lầm. Tháng này có hiện tượng phá tài, nên giữ túi tiền thật chặt, tình cảm lứa đôi có thể xảy ra trục trặc, dù đã kết hôn hay đang yêu. Mâu thuẫn liên tiếp nổ ra, nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập về quan điểm sống, cũng như cái tôi cá nhân quá bướng bỉnh của cả hai. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Canh Tuất cần hết sức chú ý tới sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Cục diện xung khắc khiến tính khí thất thường hơn, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí ẩu đả với người khác. Do vậy, cần kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu không người bị thương cuối cùng cũng là chính bạn. Trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng nhiều tới mặt cuộc sống của bản mệnh, thái độ làm việc uể oải, không hăng hái nên chất lượng khó đạt yêu cầu. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Canh Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây, bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn, mà còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan, thành quả lao động của bạn trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận tiền bạc, vận may đến với mình,
bạn có thể chẳng cần hao tâm, tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là bạn đang rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm thu nhập mới trong suốt những năm tháng vừa qua và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp, tốt hơn cho mình, nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, người tuổi Canh Tuất không cần phải lo lắng nhiều, công việc tiến hành đều đặn đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý, thế nhưng bạn cũng không quá khắt khe, nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả của công việc, hãy thử thay đổi cách làm việc hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, giúp bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Bạn cũng sẽ thấy trong tháng này, mình có nhiều tham vọng hơn, làm việc gì cũng chủ động hơn. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực, thế nhưng bù lại năng lực của bạn không ngừng được cải thiện. Cuộc sống đang ổn định hơn, giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút cho vẻ bề ngoài, khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn đã quá cũ rồi. Bây giờ bạn cần tốt cả hai, biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang tới kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh thì tháng mới sẽ gửi tới tín hiệu, giúp bạn buông bỏ nó, đôi khi không phải họ tốt hay họ xấu, mà chỉ là tình cảm đã không còn được như trước đây nữa rồi. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Vận trình của người tuổi Canh Tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ khi bạn cần. Tài vận trong tháng không khởi sắc, thế nhưng nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên hơn. Dù mục đích không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết, thói quen mua sắm vô tội vạ chỉ khiến bạn tự gây ra áp lực kinh tế về cho mình. Về phương diện sức khỏe, hung tinh dự báo về mối liên quan tới thị phi không chỉ khiến con giáp tuổi Canh Tuất mất ngủ để xử lý, mà việc này còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 11 âm lịch, khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lòng, hãy tin rằng ngày mai bạn sẽ còn cách giải quyết khác. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Vận trình tổng thể của bạn tương đối ổn định trong tháng cuối năm này. Sau cả một năm cố gắng vừa qua, thời điểm này bạn cũng có thể được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, nhờ năm hết Tết đến, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh khỏi lúc nhầm lẫn, thiếu sót, bản mệnh phải làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Tài chính trong tháng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong cả năm. Có điều trong tháng bản mệnh chi tiêu nhiều cho việc mua sắm Tết, đi lại quà cáp, nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động hơn trong vấn đề tài chính. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.